Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Tình hình sức khỏe của Cát Tường đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả hâm mộ. Vừa qua, nghệ sĩ Cát Tường đã khiến công chúng hoang mang khi bất ngờ cho biết bản thân đang nằm viện. Trong bức ảnh được chính Cát Tường đăng tải trên mạng xã hội thì cô đang phải truyền dịch, truyền nước, đầu bị băng kín và gương mặt thì rất lờ đờ mệt mỏi. Ngay khi thấy bức ảnh của cô, nhiều khán giả đã lập tức gửi lời hỏi thăm vì lo lắng. Vừa mới đi chơi nước ngoài về, Cát Tường lại bất ngờ đăng ảnh nằm viện. Theo chia sẻ từ Cát Tường, cô vừa phải thức đến khuya để quay một game show vận động. Bên cạnh đó, cô nghệ sĩ cũng thường xuyên phải hoạt động liên tục trong các chương trình giải trí và các vai diễn trên phim trường. Chính vì phải vận động liên tục, lại không nghỉ ngơi và ăn uống đúng bữa nên Cát Tường đã bị đuối sức, ế ẩm và mệt mỏi khắp người. Chạy show liên tục làm Cát Tường mệt mỏi. May thay, dù tuyên bố, em đau thật chứ không phải đóng phim nha, nhưng sự thật là Cát Tường chỉ đang thực hiện một phân cảnh cho vai diễn. Trước những lời hỏi thăm từ khán giả và đồng nghiệp, cô nghệ sĩ chỉ cười trừ và cho biết đang nhập viện vì bị tiền hành. Cát Tường vui vẻ cho biết cô nhập viện vì yêu cầu của đồng tiền. Như vậy, không có chuyện Cát Tường phải nhập viện truyền dịch, truyền nước hay phải cuốn băng, đây hoàn toàn chỉ là cảnh phim. Lời chia sẻ không đóng phim của Cát Tường có nghĩa là việc cô đang bị nhức khắp người và mệt mỏi là thật, nhưng chuyện cô yếu sức đến mức phải vào bệnh viện thì chỉ là một cảnh phim mà thôi. Thể trạng của Cát Tường không có gì đáng lo đâu nhé. Cô nghệ sĩ chỉ đang ế ẩm khắp người một chút thôi. Dù đã biết Cát Tường không phải vào viện để hồi sức, nhưng các khán giả vẫn hy vọng cô nghệ sĩ sẽ quan tâm nhiều hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Vì Cát Tường thường xuyên phải làm việc quá sức, nên mọi người đều mong cô luôn giữ thể trạng tốt, tránh việc phải nhờ bác sĩ để phục hồi sức lực. Khán giả lo lắng vì tưởng cô diễn viên bị bệnh nặng. Trước Cát Tường, nhiều sao Việt cũng từng khiến công chúng lo lắng khi phải nhập viện vì làm việc quá sức. Do đặc thù công việc nên nhiều nghệ sĩ thường không thể đảm bảo thời gian nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Egypt, Cát Tường, đại nhân là một trong số nhiều cái tên đã phải nhờ đến bác sĩ để hồi phục sức lực sau khoảng thời gian làm việc và chạy show liên tục. Không ít sao Việt từng gãy cánh vì làm việc nhiều. Cát Tường hiện đang phải chăm sóc con gái lớn và phụng dưỡng bố mẹ già. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô nghệ sĩ cũng buôn bán online để kiếm thêm thu nhập. Cách đây không lâu, việc cô bị đá khỏi vị trí MC cố định của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và bị mượn tên tuổi để bán hàng giả đã ít nhiều ảnh hưởng đến thu nhập của cô nghệ sĩ. Cát Tường hiện đang cố gắng làm việc để có thể đảm bảo chăm lo cho bản thân và cho gia đình. Cát Tường vẫn đang cố gắng hết mình cho làng giải trí Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.